là em gái bay. Ở đây là cũng gần 2 năm rồi nhưng mà em vẫn tin ở chị là có ngày chị sẽ chuộc em ra. Đó, bữa nay là nó đem đóng tiền qua chuộc em. Nhưng mà em muốn chuộc em, em phải chơi với chị cái thử thách đi chị. Chơi gì? Chơi cái thử thách bịt mắt phối đồ. Bịt mắt phối đồ. Rồi có mặc đồ nữ nào không? Ở đây shop đồ nữ, không lẽ mày mặc đồ nam? Trời ơi. Vậy chơi không? Chơi không? Ok. Quyết chiến luôn. Chơi tới số luôn. Vô đây ghét cả mặc áo hồng luôn. Thì từ cái ngày này năm trước là vô đây là mặc áo hồng rồi. Đúng không? Cái ngày đầu tiên mà chị đưa em vô đây là em mặc áo hồng đúng không? Thì em đâu còn cái bộ đồ khác nào thay đâu. Cái vô này nó nghẹp lên nó không có cái áo mới nó mặc luôn. Đúng. Không sao, hôm nay chị nhiều tiền lắm em, chị sẽ mua cho em áo mới. Thành chị chuột em ra luôn. Với cái đống tiền này là dư sức. Ta da, xin chào tất cả các bạn. Chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Linh Baby. Đó là từ hôm nay qua thì sẽ bắt đầu một cái thử thách đó là bịt mắt phối đồ. Tôi thì thôi không có lo, nhưng mà tôi lo cho cái bản thân của anh này, tại vì ảnh là con trai mà ảnh phối đồ con gái, biết là sẽ chỉ có nhiều đồng. Ok, thì theo như lời bà Linh nói thì đây là lần thứ 3 bà Linh nói hôm nay là vô chuột tôi đó, thì tôi vẫn tin tưởng là trong suốt 2 năm nay rồi. Thì hôm nay chơi một trò chơi gì đó thì tôi vẫn chơi bình thường. Tôi chơi hết mình luôn. Có tiền mà em chơi đi hôm nay. Chị sẽ chuột em ra. Đó. Không biết là đúng hay không, chắc chắn hay không, nhưng mà tôi vẫn chơi. Ok, thì nói chung bây giờ Linh sẽ phổ biến cho các bạn xem. Ô lộn, các bạn nghe về cái thể lệ. Bây giờ là hai đứa sẽ bắt chuột thì đứa nào thua thì đứa đó sẽ bị bịt mắt lại. Người thắng sẽ chọn đồ, chọn bất kỳ. Đây dưới đây là sẽ có những cái món đồ mà Linh đã lựa ra. Đó, ở đây là giống như là quần, áo, với lại túi xách, rồi phụ kiện kè tóc. Nói chung là sẽ có đầy đủ hết ở trên các bạn này. Bắt buộc chọn là phải mặc nha. Ok. Đó. Con camera làm chứng nha. À, anh làm chứng cho. Chứng nè. Đó, chọn không? Làm chứng. Trời ơi, ơi. Ai chứng cho ông? Rồi ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vòng 1. Linh okay. Với Linh sẽ. Bây giờ hôm nay là khỏi giới thiệu Facebook luôn nha. Ok. Ok. Ơ chứ sao anh đi hoài vậy anh? Anh tin là ông quánh anh không? Không thì trước khi các bạn vào cái thử thách ngày hôm nay thì các bạn hãy cho Linh xin một like và một subscribe để ủng hộ cho Linh nha. Đó. Và đừng có quên là vào Facebook các bạn với Facebook Linh Chung nè. Hả? Nguyễn Diệu Linh. Đó. Vô đó xem livestream cũng như là tương tác với Linh hàng ngày luôn. Yeah. Ok, giờ vô quánh chuột xì nè. Vô. Vô. 1 2 Chứng nhịp nhàng chứ. Nè. 3 là ra đúng không? Ừ. 1 2 3. Cái đâu rồi? Cái tay đâu? Nè. Thằng quỷ này. Đi chơi đâu cái gì? Cái mày đâu gì? Thôi mẹ Giang, cái này ai mà chơi nè. Ok. Rồi, ok. Trời ơi, lại. Trời, quyết chiến luôn rồi. 1, 2, 3. Ok. Trước sau dựng vậy, bịch mắt đúng không? Ok, đây, cái bịch mắt của tôi. Đây đi, bịch mắt này đi. Thôi, để mày chọn đồ sao? Này, bịch mắt này nè. Rồi, chọn bên nào nè. Trời. Chọn vậy hả? Thì muốn làm gì làm đi. Ok. Đây sẽ là cái bịch mắt của Linh. Bộ đồ của tôi thưa quý vị. Nhưng mà cái này lấy trong đầu đó, nhưng mà giờ chơi bịt mắt luôn cho lạ. Ok vô em này. Ở con mắt đâu rồi? Méo đầu con vịt rồi. Đấy nha, em đang thấy đó nha. Chú mấy? Thấy màu đen đó. Rồi ok, đảm bảo mình thấy đâu rất chặt luôn. Đây. Hả? Thấy dễ thương nha. Ok. Thôi vậy thôi. Thôi vậy thôi. Tao nói tao không có chuột mày ra đâu, có gì đâu mà. Ê, giỡn rồi đi. Ê, giỡn. Chơi đi, ok nha. Ok. Đây, bây giờ là đừng có nói nữa, ngồi ở đây, bây giờ mình sẽ lựa đồ. Ok.
Ok, bây giờ Linh sẽ lựa hai cái áo cho bạn Chun. Yeah. Thôi hai cái quần đi. Hai cái quần đi. Đó, bây giờ Linh sẽ lựa hai cái quần bên nào nha. Rồi, trái phải. Chọn rồi đưa tay Linh lấy. Bên này phải không? Bên trái phải không? Chết chưa? Rồi. Chết mẹ rồi. Ngon, được. Cũng công chúa. Ok bây giờ. Ê chị. Con gái không công chúa cũng bánh bèo chứ vô đâu. Comment xíu được không? Không. Ok bây giờ mình sẽ lựa áo nha mọi người. Gì? Quần chứ? Quần nè. Ủa vậy hả? À rồi xin lỗi nha. Cái này không biết quần hay áo luôn hả? Chắc cái này cũng kỳ lắm nha. Đó bây giờ mình sẽ lựa hai cái áo. Bây giờ cần rồi chọn bên trái hay bên phải. What? Rồi. Anh ngồi xíu rồi. Ai biết chọn đó, ai biết đâu. Ok rồi, bây giờ sẽ chọn phụ kiện. Đó chính là túi xách. Ok Diệp, đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tới cài tóc. Nè, cài tóc hả? Chưa, cài tóc đó, giờ chọn nào, trái phải. Cài tóc con trai hay con gái vậy? Con gái. À, gái à. Gái, bên trái đi. Bên trái phải không? Ừ. Rồi, okay. Mày nhớ cho con gì không? Ok, xong rồi, xong rồi. Xong một bộ, bây giờ mình sẽ tháo mắt bạn Chun ra. Đây. Tôi là giữ bí mật, tôi không nhìn luôn. Ok. Ok, vậy luôn em. Bây giờ là tới lưng. Tôi đẩy hơi đèn tí nữa, thay ra là sẽ. Ok, bây giờ mình sẽ lên okay. Đây. Tới lượt bà Linh. Ok, sau một thời gian bị bà Linh tra tấn tôi. Ý à, có vẻ đang thấy à. Tại sao thấy heo à? Thôi quá, không sao, quan trọng không thấy được rồi. Không thấy mọi người. Ok, bây giờ tới tôi sẽ thực hiện thử thách nè. À, áo trước đi ha. Áo này là bên phải bên trái. What? Gì bên phải bên trái hả? Trái hay bên phải? Bên phải. Phải đây. Hả? Là bên phải hay bên trái? Bên trái. Bên trái nè. Đó. Bên trái bên phải. Bên phải. Ủa bên phải. Này đây cái này. Lấy mãi này. À bên phải đây nè. Bên... À bây giờ mình đứng sau lưng đây. Đây. Bên phải là chưa? Bên phải. Đây. Đây, đúng không? Rồi. Đúng bên phải không? Không đưa bên trái nha. Đứng sau lưng mày, đưa mày đứng bên đó, tao biết mày đứng bên nào. Tới lượt cái cài tóc gian nặng đập nha. Cài tóc bên trái bên phải. Bên trái thì đưa cái này. Bên trái thì đưa bên trái nè, đúng không? Ừ. Thì mình không tên phải đưa cái gì đâu, đúng không? Đó mà đúng không? Đúng thì đúng mà. Rồi đâu rồi? Tủ rồi. Tủ món rồi đúng không? Rồi ok. Ok. Rồi, hai bạn đi thay đồ đi. Bây giờ yeah. Tới cái công trình là đi thay đồ đó mọi người. Ok, ôm đồ đi em. Rồi, hello, xin chào mọi người, anh quay phim tắt nha. Chun, vô em. Cháu nặng. Ai ôi mà. Dạ. Đi. Nam à? Nam mà còn nữ. Anh tôi chỗ nữ. Đi lại nè. Cháu nặng đi nè, chuyển chi ra ngoài này đó. Xuân Mai đâu, Xuân Mai nhà. Đó. Đồ của tôi có cái bông trên đầu à, thấy không, đây là
cái bộ đồ dâu kiểu như ở nhà đó. Đó, xinh xẻo không? Đây là cái túi Doremi. Nói chung là cũng mít mít, cũng tạm ổn chứ nhỉ. Ủa chị có chơi ăn gian với em không mà em lựa đồ gì phải hay vậy? Đâu, cái bộ này nó nguyên xét luôn, em lựa hay á, em gian nguyên xét luôn á. Hả? Nói chung là đẹp mình rồi. Mọi người vòng 1 thì các bạn đã thích bộ đồ của Jun hay bộ đồ của Linh, mọi người nhớ comment nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vòng 2. Vô em, vô. Yeah. Ok luôn, sợ gì bà con ơi. Rồi, đúng một từ nó dịch đúng rồi. Rồi, ok, bây giờ Linh sẽ lựa tiếp vòng 2. Bây giờ Linh sẽ lấy cho Jun 2 cái quần trước đây. Rồi, Jun, này ngồi em coi. Em hả? Ngồi đây. Ai thấy gì đâu mà ngồi. Đúng, đúng lửa nè. Thì đưa đâu ngồi đó, ai biết gì đâu. Rồi, trái phải. Phải. Phải hả? Đây, bên phải. Đây là áo quần nha. Quần. Cái đó cái quần. Cái váy. Cái gì? Cái váy. Quần chứ. Cái váy. Bây giờ Linh sẽ lựa tiếp áo. Đó, ở đây còn hai cái áo nè. Mình lấy hai cái áo luôn. Rồi. Trên trái phải. Phải là trái. Giờ bên nào nè? Trái hay phải được. Trái đi. Ủa bên trái đưa thôi mà gì mà lâu vậy? Không có được đâu. Từ từ cái gì bên trái thì thả bên trái xuống. Nè. Ờ thì bên trái thả bên trái xuống thôi. Thì chẳng lẽ bên trái hay từ bên phải đưa qua? Khùng quá mày ơi, ai chơi vậy mày? Khùng quá mày. Ờ, ai chơi vậy? Khùng quá mày ơi, ai chơi vậy mày? Khùng quá mày ơi, ai chơi vậy? Bây giờ Linh sẽ bắt đầu lựa tới túi xách. À, giờ cầm cái túi này. Được. Ủa bên phải. Nè, bên phải nè. Gì đâu nữa ta. Bên phải thì thả bên phải luôn thôi. Từ từ. Tao phải ngắm nhìn. Rồi bây giờ mình sẽ tới ăn cà tóc. Bây giờ hồi nãy cái này nó xài rồi bỏ ra nha. Còn hai cái này. Đây là hai cái cà tóc, một cái gấu, một cái mèo. Không biết là nó mèo méo meo hay là nó gấu gấu gâu. Rồi trái phải. Rồi bên nào má. Phải. Hiểu không? Thì rồi, tao bên... nói đường nào nói thì nó cũng đi về cái được con đường mèo méo meo của nó. Rồi xong rồi nha, thả ra nè. Đó. Ê. Hả? Không vậy? Xong rồi. Ok. Gì ngu hôn luôn trời. Rồi, bây giờ những món còn lại trên bàn là của Linh. Lựa gì nữa? Còn đi lên ngồi nữa chứ. Thôi, còn đúng rồi đi. Còn đúng bộ luôn á mọi người. Vậy là tất cả những cái này là của Linh nè. Đây, một cái áo, một cái quần, cái vỏ, một cái cài tóc. Ok. Bỏ cái này cho đi. Bây giờ là mình đi thử đồ đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là Jun đi thử đồ nha. Ai ố đi mà. Ủa gì lắm ghê vậy ông nội. Bánh mèo hả? Tỉnh ngầu chứ. Tính là nó kênh quay phim luôn á. Thôi em, ngầu. Quýnh đó anh. Không phải vậy, đừng có quay clip ngầu rồi. Ok rồi, giờ đi các bạn nha. Mẹ bà chuẩn bị cái swap phần 2, chiêu. Đi khép nét. Trời ơi. Đi khép nem. Khép nem nè. Thấy giống thầy ma quá. Jimbo. Jimbo. Bô bô. Thôi đi. Nói chung á là cái tổng thể là ok. Nhưng mà có cái vỏ hay chứ quá. Thấy là cái vỏ này phải bộ của Linh á. Nè cái vỏ này là bộ của Jun nè cha. Đổi thôi luôn. Đi chọn rồi không có cho đổi đâu. Okay. Đó. Rồi đây Linh sẽ review xương xương cái bộ thứ hai của bên Jun. Đây là cái tai mèo méo nè. Cái gì đó. Mèo méo meo. Mèo méo meo mèo meo đó. Ừ đi. Còn đây là cái áo đứng đàng hoàng. Ứng á. Ừ đó rồi. Gì đây hàng đã không dễ dãi nha. Đó đây là cái áo trong, còn cái này là cái yếm body. Yếm hả? Yếm áo yếm á, mà tại vì nó mặc gì thôi. Body vậy ghê quá đó, nó body vậy đó. Mong đó đầu lưng quá, đầu lưng. Ok, còn đây là cái bộ đồ thứ hai của Linh. Tai mèo hồng nha, nói chung cũng ok. Một cái áo phong hồng với một cái chân váy yếm luôn. Ok, nói chung là Linh với bạn Jun đã thực hiện xong cái thử thách là gì đó. Bịt mắt khói đồ. Đó, thì nãy giờ hai vòng các bạn chấm cho người nào thắng thì các bạn hãy nhớ comment ở phía dưới cho Linh biết luôn nha. Và
mọi người nhé. Các bạn chọn Linh hay chọn Chun thì các bạn nhớ nhắn ở dưới. Ủa lộn, comment ở dưới gì vậy? Gì? Anh cái phim cười. What? Anh cái phim cười em thôi. Không, tại anh không có nhìn được cười chứ bộ. Vậy á, mặt giận vậy á, mặt giận gì? Ok, thì bây giờ mình sẽ đợi tin của các bạn là các bạn bình chọn cho Chun thắng hay là Linh thắng. Nếu Chun thắng thì Linh sẽ chuột bằng Chun ga. Anh đi. Ủa vậy em thi đấu mà. Ủa lúc đầu vô là hỏi Chun rồi mà. Ủa vậy hả? Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ok, nói chung là bạn Chun đã chấp nhận thử thách như hôm nay với Linh và mặc đồ như thế này thì Linh sẽ chuột bằng Chun ga. Ok, vậy không? Okay. Em thay đồ nha, thay đồ trước đây. Thôi nói chung là thực hiện xong cái thử thách là vui rồi mọi người. Nếu như mọi người có thích cái clip này thì mọi người hãy nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ cho Linh nha. Và đừng có quên là muốn Linh làm những cái thử thách như thế nào thì mọi người nhớ comment ở dưới, Linh sẽ lựa ra và làm theo. Ok, còn bây giờ thì bye.